Bán đảo Thanh Đa thuộc phường 28, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách khu đô thị Thảo Điền, quận 2 qua một con sông rộng chưa tới 100m. Nhưng hai vùng đất này là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Khu đô thị Thảo Điền có hạ tầng hiện đại, sang trọng. Ngược lại, khu Thanh Đa là vùng quê nghèo khó, hạ tầng đô thị chưa được đầu tư xây dựng. Khu vực này đang bị vướng một dự án treo gần 30 năm qua, đó là dự án khu đô thị mới Thanh Đa Bình Quế. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án khu đô thị mới Thanh Đa Bình Quế từ năm 1992. Năm 2004, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đầu tư xây dựng. Năm 2010, dự án bị thu hồi và Ủy ban nhân dân thành phố giao cho một tập đoàn trong nước lập đồ án quy hoạch phân khu 1/2000. Năm 2015, liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Bitexco và EMA Property được chỉ định là nhà đầu tư, với nguồn vốn thực hiện là 30.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2016, công ty EMA Property xin rút khỏi liên danh và kể từ đó đến nay, dự án dậm chân tại chỗ. Bởi vì ảnh hưởng dự án này mà gần 4.000 hộ dân ở đây phải sống trong cảnh nhà cửa sập xệ, hư hỏng. Nhiều gia đình có đến 3 thế hệ phải sống trong cùng một căn nhà chật chội nhưng không được sửa chữa hoặc tách thửa xây mới. Hiện nay là trong công tác xây dựng của bà con là xin phép rất là khó khăn. Thứ hai là cũng không được tách thửa và cũng không hay không tách thửa thì không thể làm sổ đỏ được hết. Cho nên bà con bây giờ chỉ mong muốn cái thứ nhất chừng nào giải quyết cái quy hoạch thì giải quyết, còn cái vấn đề mà giải quyết cho dân về cái đời sống cho dân á, là nên cho dân tách thửa, cho dân xây dựng. Cũng vì ảnh hưởng bởi dự án treo nên hạ tầng đô thị khu Thanh Đa không được đầu tư xây dựng. Phần lớn các tuyến đường lưu thông giữa các khu vực dân cư là đường nông thôn nhỏ hẹp, lầy lội, người dân ở đây đi lại rất khó khăn. Thì sau ngày giải phóng tới bây giờ phải nói rất là cực về vấn đề là cơ sở hạ tầng, đường xá cầu cống đi lại rất là khó khăn, mà nhất là đối với là các cái con em con cháu mình nó đi học. Mà bây giờ chúng tôi muốn làm sao cái dự án đó là nếu như nhà nước mình muốn đầu tư muốn làm thì phải khẩn trương. Một tín hiệu vui cho dự án này đó là Sở Xây dựng vừa kiến nghị lên Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chọn phương án rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đánh giá xác định tính khả thi của dự án để điều chỉnh hoặc đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Phương án này sẽ giải quyết nhu cầu tách thửa và cấp phép xây dựng có thời hạn theo quy định, đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người dân. Trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố sẽ chỉ định nhà đầu tư hoặc tổ chức đấu thầu dự án theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc với tập đoàn Bitexco và đơn vị này mong muốn tiếp tục được thực hiện dự án. Nếu Bitexco đáp ứng đủ các quy định cần thiết thì được chọn làm chủ đầu tư, còn Bitexco không đủ năng lực thì Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tổ chức đấu thầu dự án theo quy định của pháp luật. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhìn nhận rằng muốn đẩy nhanh tiến độ dự án thì thực hiện theo phương thức đấu thầu và khoảng 26 tháng thì hoàn thành công việc này.